Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Xuân Tươi Cuộc Sống Hàn Quốc. Đây là tập 2 của buổi thả diều trong công viên đó mọi người. Xế chiều rồi nhưng mà bé chưa có muốn về. Bé muốn lên đây chơi tiếp nữa đó mọi người. Đây là công viên ngoài trời trên rừng thông với những trò chơi dân gian giúp cho bé có những kỹ năng sống đó mọi người. Xin mời mọi người cùng thêm bé chơi những trò gì ha. Để mình quay camera lại cho mọi người ơi. Rồi, đi từ từ lên. Thổ tiếng gờ, tiếng gờ, tiếng gờ. Tại con không biết nắm chắc cái cho dây nó rút lại, cho thẳng dây lên á. Kinh tiếng gờ. Cưng phi đọc sao cưng nhồi lên á. Cơ rớt chì. Cứt cà chồi lập à. Xong không. Wow, thay nó chả hết sao. Chỉ ổng mỗi lực kê. Ồ, mà tiếc sao. Mình chạy lên. Không cần nắm về. Rồi, đi đi, đi dạo đi. Ôi lúc à, đi cho một rồi. Ôi là bút ta nâng gặp, bút ta nâng gặp. Đi cho một lúc à. Bút ta phân nâng gặp, bút ta phân nâng gặp, bút ta. Hôm nay có bụi á? Cứ, bố chí, hát xa phêu ấy thần cho mẹn. Khỏi lý nâng gặp. Nhưng mà chỉ cần hát xa phêu ổn. Chút thơ bà. 사다리 올라봐. 사다리 어디 갔대요? 사다리 올라봐. 사다리 어디 가냐고? 몰라요. 코로나 때문에 치웠어. 두 손 잡아. 거기 발 두 발 올라. 발 올라 발 발 발 발고. 아 흔들려서 무서워서? 저 này người ta gọi là những cái trò dân gian ngày xưa ở trong công viên An Sơn Mít Trâm nỉ mọi người. 모르겠어. 그, 아마, 어, 그러나 봐. 어, 그러나 봐. Thôi mình đi xuống dưới đi. 어떻게 하는지? 내려와. 내려와서? 어. 저이. 산 그렇게 힘이 세나? 깜짝 놀랐어? Đâu làm gì đâu tự dưng cây rớt. Mấy anh chị nhảy nhúng 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 mấy cái em là rung đất chứ. Thả mẹ, dư chân xong xin em răng quả thơ. Thả. Ờ. Cái đây. Vì anh thả. À. Cái đồng tùy sắc. Ừ. Chú xem. Xôn phải ý tông hè gì. Grotchê. Grotchê. Xong không? Cảnh ở đây đẹp quá mọi người ơi. Mọi người có thời gian rảnh thì vô đây ngắm ngắm cảnh với cho các bé chơi nha. Cái bộ trí đây mùa xuân ở trong An Sơn Mít Trâm Liên Tư rất là đẹp. Hoa chuông vàng, hoa anh đào đua nhau khoe sắc mọi người. Thôi bây giờ mình đi về thôi anh ơi. Tối rồi. Đi về thôi. Thân ơi đi về. Trời tối rồi. Chứ giờ con rồi đi hết cả cái khu này biết chừng nào mới xong. Hả?
Vậy thôi đi cái này nó xong về nha. Thôi hôn cha. Giang phải. Cứ chi phải lộ phải lộ áp rồ. Áp rồ. Đó thân đi giỏi đó. Thân của mẹ là nhất. Chê cô. Chúng xin chạp ăn giang xôn nè, giang phai đi đi kê hẹn ngồi à. Đi nè đâu. Thế mình sao? À, cắt tức cắt thân ngồi. Ờ, giang hai tay ra. Rồi bước tới, đúng rồi. Giỏi quá ta. Ờ, rồi bước xuống cái nhỏ. Đúng rồi. Bước tới nữa, đúng rồi. Mẹ không cần hướng dẫn, còn dẫn đi giỏi như thế làm quá ok luôn. Cho điểm 10 sao là thân mới được. À không, bên hàng là phải là 100 điểm chứ. Đẹp chưa? 100 điểm. Tông ra mì à. Ua, bù dọc đà. Bù dọc á. Rồi. Nữa hả? Ở rồi bước tới, đúng rồi, vượt chướng ngại vật. Bước tới luôn. Rồi, dở chân lên, vượt chướng ngại vật, đúng rồi, ok ok. Dập phép tôi sơ. Cứ học cái rồi áp rồi à, thân áp rồi. Cứ thở nín bùi rồi hưng đơn à. Bước tới, đúng rồi, áp rồi. Phải ổn lý cô, áp rồi. Chuyên học sao? Chuyên học kia. Chuyên học kia chuyên học kia. Khăn đăng nhà sao? Khăn đăng nhà sao? Văn dòng. Rồi đi đâu nữa? Qua bên kia đi. Bên kia cơ. Cứ chút. Rồi, thử rồi. Rồi, bước lên. Mà áp rồi hay kìa. Áp rồi. Trời ơi, già đầu. Giờ thử cách đi ngược à. Khi chưa cà phê gì hết á. Bé nói là lúc trước đi chơi trong khu vui chơi trong nhà là có từng đi như vậy rồi. Nên là nhớ cách đi. Trời, xây vòng vòng nữa chứ. Bữa nay trước khi đi quên buộc tóc cho bé. Gió bài, che mất hết cả tầm nhìn. Thân ơi, đây là những trò chơi dân gian của ngày xưa đó thân.
Nó giống như là kỹ năng sống đó thôi. Xôn chạp cổ. Rồi. Rồi. Ờ, ít chi. Ít sơ. Rồi con đu thử đi, đi lên đi, trông con con. Thả ít chi, nori thôi. Xin nè nori thôi. Quý sế, một bánh nên đấy. Cười á. Ồ, cứ cái mình chạy một thanh hình thông đấy. Trời ơi trời. Lên được không? Cứt cái chỗ là suy sớ. Cứt cái chỗ là suy sớ. Phải lộ, phải lộ. Thổ lên mình xuân chạp vào ổn, nhưng mà đeo à? Đeo à? Đánh giỏng à? Ồ, khô mi chờ đồm. Súc, mà tắt rồi, súc. Ná mùi. Ná mùi, vui đánh tớ. Lá ngải cứu. Ná mùi, đăng mau bố. Khéra랑 반찬 만들 거야. 라 ngày cứu về mẹ chiên trứng ăn. Rồi, bước xuống, đi chơi trò khác nè. Rồi, bước xuống, mình đi chơi trò khác. Nhanh lên. Ai kết ta? Không chơi trò khác hả? Thôi đi ra chơi trò khác nè. Khomi Putra처럼 làm con côn trùng mắt mạng nhện mọi người. Trời ơi, nhắm mắt tưởng tượng thôi kìa. Sai lên chú xe không bà? Cứu tôi với hả bà? Cứu tôi với. Chú mi nha. Help me. Sai lên chú xe. Ngoại mà coi ngoại này chắc ngoại cưng xỉu chết được. Ngoại nhớ chết được luôn ngoại. Bây giờ trời cũng tối muộn rồi. Mẹ con ở nhà tươi đi về đấy mọi người ơi. Hẹn gặp mọi người trong những video sau nhé. Bye bye.